Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Cái video hôm nay mình sẽ làm về cái sản phẩm này, nó không phải là về cái cây cầu trục này, mà nó để giải quyết cái vấn đề sử dụng phanh chân như thế nào cho nó, bố trí phanh chân như thế nào cho nó hợp lý. Thì các bạn đã mua rất nhiều bên phụ tùng bên mình rồi, nhưng nhiều các bạn vẫn thắc mắc hỏi cách lắp đặt nó như thế nào. Thì vấn đề ở đây là ta sẽ sử dụng một chân phanh, làm sao có thể phanh một lúc thì cho hai cái má phanh hai bên. Thì vấn đề được giải quyết rất là đơn giản, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm. Đầu tiên thì bộ phụ kiện của nó thì phải có một cái chân phanh và những cái tai rằng này. Đây mình bố trí luôn cả phanh tay. Đấy. Ngoài ra thì cần thêm 3 cây đũa phanh nữa. Và một cây tip 21. Đấy. Giờ sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm như thế nào để sử dụng được với cái phanh chân như vậy. Mời các bạn đón xem. Đầu tiên là ta sẽ cho 3 cái đũa phanh này quặc lên cây cầu. Đây, sau đó là với cái cây tít 21 này, ta sẽ xỏ lần lượt là 3 cái những cái tai này vào đây. Đây thì tất cả những cái như thế này thì ta sẽ hàn lại, những cái tai rằng này sẽ được hàn chết với cái cây hộp 21 như thế này. Riêng hai cái cây này thì nó không được hàn, riêng hai cái cây này thì các bạn phải hàn lên khung xe để nó giữ lên cái cây 21 như này. Đây là hàn khung, ở đây là hàn lên, hàn cứng lên cái cây này. Đó, các bạn đã hình dung ra chưa? Đây là cái phần chân phanh này. Đấy, khi ta đạp chân phanh thì cái thanh rằng này nó sẽ xoay về đằng trước, đồng thời nó kéo hai cái thanh rằng này xoay về cùng với lại thằng thanh rằng bên này, làm cho cái phanh cầu sau lại được kéo cùng một lúc luôn. Cái cây hộp này nó sẽ, cái cây ống 21 này nó sẽ xoay, và nó xoay dựa trên cái bản lề đây, như coi như một cái bản lề. Và nguyên lý của cái phanh tay kia cũng thế, khi cái phanh tay kéo thì cái cần này nó sẽ xoay
cái ống này nó sẽ xoay. Đây chính là nguyên lý của cái bộ phụ kiện phanh chân mà các bạn biết rồi thì không dám bảo thêm. Còn bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo. Toàn bộ cái bộ phụ kiện này bên mình đều có bán cả. Trừ cái cây ống 21 này ra, các bạn về tự nhà dùng lấy, cái này ở đâu cũng có. Mình không đưa kèm bởi vì tiền vận chuyển nó sẽ cao lên. Đây chính là tổng quan một cái bộ phanh chân này và phanh tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và chia sẻ cho những bạn khác cùng xem. Nhớ ấn thêm biểu tượng quả chuông, khi có video mới ra thì sẽ được nhận được ngay thông báo. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng xin đặt gọi qua số điện thoại 0983 818 955.